Tại Hà Nội, báo Đầu tư đã tổ chức tọa đàm sân bay nhỏ cho kinh tế địa phương cất cánh với khách mời đến từ các bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và hiệp hội quốc tế và đông đảo cơ quan báo chí. Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia đều cho rằng nếu được chọn lọc bổ sung vào quy hoạch và triển khai đầu tư sớm, các sân bay nhỏ, sân bay lưỡng dụng sẽ là điểm tựa hạ tầng quan trọng để nhiều địa phương vùng sâu vùng xa thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế về du lịch. Việt Nam đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới sau đại dịch. Và tới năm 2035, hàng không Việt Nam sẽ phục vụ tới 136 triệu hành khách và đóng góp 23 tỷ đô la Mỹ vào GDP. Hiện cả nước có 22 cảng hàng không đang hoạt động, trong đó nhiều cảng hàng không trong nước đã phải khai thác vượt công suất như tại các nhà ga hành khách nội địa, sân bay Côn Đảo, Cát Bi, Phú Quốc, Liên Khương, Cam Ranh. Điều này đòi hỏi phải sớm nâng cấp các sân bay hiện hữu cũng như đầu tư thêm các sân bay mới. Bên cạnh sân bay lớn như là Long Thành đang được khẩn trương thi công thì cần có thêm các sân bay nhỏ. Ngoài phục vụ nhu cầu di chuyển hành khách và hàng hóa là bộ đệm dự phòng cho các sân bay lớn, còn có ý nghĩa giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, phục vụ an ninh quốc phòng, cũng như thực hiện các chức năng khác, hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, phòng chống cháy rừng.